Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu các bước làm sạch mặt sàn, bàn đá, khu vực lavabo tại nhà vệ sinh của tòa nhà Dolphin Plaza. Để đảm bảo yếu tố làm sạch được cao nhất thì việc chuẩn bị trang thiết bị cũng như hóa chất chuyên dụng trong việc xử lý bề mặt sàn đá là rất quan trọng. Hóa chất chuyên dụng hiện tại tòa nhà Dolphin đang sử dụng là Power Lemon, là chất tẩy đa năng, gạt kính, trà bông, khăn lau và hóa chất đã được pha loãng theo đúng tỷ lệ. Sau khi chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ và hóa chất đã được pha loãng theo tỷ lệ, sau đó ta sẽ tiến hành các bước như sau. Đầu tiên ta sẽ làm ướt pad mềm hoặc mút. Bước thứ hai, cho hóa chất lau đều trên mặt sàn đá. Bước thứ ba, xả nước làm sạch sàn đá. Bước thứ tư, ta gạt sạch nước trên bề mặt sàn đá. Sau đó, ta sẽ tiến hành lau gờ trên và gờ dưới của sàn đá. Sàn đá sẽ đảm bảo yếu tố sau khi làm sẽ được sạch sẽ và sáng bóng, không còn cặn bám trên bề mặt. Vừa rồi tôi đã vừa chia sẻ với quý các bạn việc làm sạch tại mặt bàn đá tại khu nhà vệ sinh. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.